Thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm 2015, với chủ đề năng suất hiệu quả, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã chọn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trên tinh thần đó, ngay từ những tháng đầu năm 2015, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã đề ra một loạt các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu này. Thực hiện các giải pháp đề ra năm 2015, đảm bảo việc cấp điện và các dịch vụ theo hướng một cửa, minh bạch, đơn giản về thủ tục, phấn đấu tăng 0,7 điểm trong bảng đánh giá sự hài lòng của khách hàng, cung cấp điện tin cậy, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và đặc biệt là việc cấp điện phục vụ đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng tại các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hoàn thiện việc xây dựng và đưa vào hoạt động tổng đài chăm sóc khách hàng trong năm 2016 theo chỉ đạo của tập đoàn. Nhằm để nâng cao hình ảnh của ngành điện trong mắt khách hàng dùng điện, cũng như là nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của một doanh nghiệp nhà nước. Vâng, bằng một hình thức chung của toàn công ty, đó là giao dịch qua hình thức một cửa, tức là tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của khách hàng chỉ qua một đầu mối duy nhất, chính là phòng giao dịch khách hàng. Tại công ty Điện lực Hải Dương thì tất cả những quy định và trình tự của đơn vị đều được niêm yết tại phòng giao dịch cũng như là trên website của công ty để khách hàng có thể tham gia vào việc giám sát các quá trình để mình giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, EVN-NPC chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát mua bán điện để giảm tổn thất điện năng và tạo ra sự công khai minh bạch thông tin giữa hai bên bán điện và mua điện. Thời gian qua, Công ty Điện lực Hải Dương đã không ngừng nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, có hướng thực hiện sát sao nhằm nâng cao chất lượng mua bán điện tại đơn vị. Trên địa bàn tỉnh đã khắc phục được tình trạng quá tải, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm đáng kể. Trong năm 2014, các tổ kiểm tra giám sát của công ty đã tổ chức kiểm tra và xử lý 135.000 vụ trộm cắp điện, truy thu 453.000 kWh, tương đương với 1 tỷ 223 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị tiến hành tổ chức kiểm tra và xử lý 48 vụ trộm cắp điện, truy thu 14.000 kWh, tương đương với 197 triệu đồng. Tổn thất điện năng và triển khai công tác mua bán điện thì đấy là một cái nhiệm vụ trọng tâm chính mà để mang lại cái hiệu quả của trong cái sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Tiếp tục chúng tôi là củng cố và hoàn thiện cái ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng các cấp từ công ty xuống đến các đơn vị, các điện lực huyện. Đấy, mỗi một nơi là đều có ban chỉ đạo cụ thể giao cho các đơn vị gắn với lại các cái chế độ lương thưởng và các cái thành tích khác, tổ chức tập huấn nghiệp vụ định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên. Thế và kiểm soát chặt chẽ các cái thiết bị mà được đưa vào lưới của công ty cũng như là của khách hàng để giảm tổn thất. Trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015, vấn đề hiệu quả đầu tư sẽ vẫn được ưu tiên hàng đầu. EVN-NPC có chủ trương hạn chế tối đa vay vốn tín dụng thương mại mà tập trung huy động nguồn vốn vay nước ngoài để triển khai các dự án có hiệu quả đầu tư cao, giảm tổn thất, đổi mới công nghệ và đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, vận hành lưới điện, tập trung giải quyết dứt điểm công nợ cho các công trình đã quyết toán, các công trình 110 kV cấp thiết phải đầu tư, các công trình hoàn thành đóng điện trong năm 2015. Các công ty điện lực địa phương sẽ tiếp tục tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán điện trực tiếp tới từng hộ dân để người dân được sử dụng điện an toàn, ổn định và hưởng giá bán điện theo quy định của chính phủ. Chúng tôi tiếp tục là phát huy với cái mục tiêu là để giảm tổn thất, mang lại sự hài lòng cho khách hàng nhiều nhất và giảm cái chi phí nhất, thì chúng tôi thực hiện các cái giải pháp cuối cùng là để giảm tổn thất điện năng xuống thấp nhất và mức độ hài lòng của khách hàng là cao nhất. Thế và cái doanh thu là phát triển là ngày càng tốt hơn. Thế và cái giá bán bình quân cũng được nâng cao bằng các cái giải pháp là tuyên truyền, công tác tuyên truyền mạnh mẽ hơn cùng với lại sự phát huy cái tinh thần của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Với những giải pháp trên, tập thể EVN-NPC quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2015 với sản lượng điện thương phẩm đạt 43,78 tỷ kWh, tăng 12% so với năm 2014, đưa tổn thất điện năng về mức 6,9%, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 1,5% so với tổng sản lượng điện thương phẩm của tổng công ty, tiếp nhận lưới điện hạ áp tại 345 xã, cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh thành phía Bắc.